mê ớt cay. Thử ngay, tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Chào các bạn sinh viên Việt Nam. Nhưng tôi có một kỷ niệm là cái đêm SV96 là đúng ngày cuối cùng của năm. Đổi đất nước cần thủy lợi vươn xa. Và tham dự gala SV2020. Xin mời. Trường em đã có một vở kịch, bọn em tập một tháng trời. Và kết quả là đến hôm em lên diễn em vẫn quên lời. SV2020 tuần này sẽ là trận thi đấu vô cùng đặc biệt giữa 4 đội tuyển đã ghi dấu thành công trên sân chơi SV. Giải nhất SV96, Đại học Thủy Lợi. Giải nhì SV96, Đại học Đà Nẵng. Giải nhất SV2000, Đại học Ngoại thương cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa. Sáng tạo bởi Omachi. Minh. Giải nhì SV2000, Đại học Đà Nẵng. Thời sinh viên có cây đàn guitar, nhờ guitar mới quen một đại ca. Có gương mặt hơi già, rất thông thạo tiếng ca. Ô em chào đại ca. Thưa quý vị, vâng, anh Lại Văn Sâm, đại ca của chúng tôi. Xin chào các bạn sinh viên Việt Nam. Thật là vui. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tổ chức cái gala lần đầu tiên gặp gỡ các thế hệ SV. Tôi mệt quá. Gặp các bạn sinh viên bao giờ tôi cũng mệt. Bởi vì là muốn cháy hết mình của các bạn, không muốn giữ lại một chút gì cho mình hết. Và mệt, đó là cảm giác của tôi bây giờ. Nếu như ai phỏng vấn. Bài hát Bình Minh Sinh Viên, đó là bài hát do ca sĩ Trần Lập sáng tác tặng cho chương trình cùng Ban Nhạc Bức Tường. Hôm nay Ban Nhạc Bức Tường cũng là đội tuyển của SV, Đại học Xây dựng Hà Nội, trên 6. Thưa quý vị, lại mệt rồi. Cặp sinh viên là mệt, đương nhiên rồi. Và đấy là hơi thở của SV đương đại. Cảm ơn Hà Lê. Và cảm ơn Ban Nhạc Bức Tường. Cảm ơn Ban Nhạc Bức Tường. Một người nữa tôi muốn giới thiệu với quý vị. Bây giờ thì chị ấy là quá quen mặt rồi. Nhà báo Tạ Bích Loan. Thưa quý vị, là năm 96 ấy, thì cô mới ở Nga về. Thế và cô là một cái cô bé.
Đức, đài truyền hình tổ chức sân chơi, sinh viên cờ trống dập trời, những nhà thông thái có nơi trổ tài. Tinh thần của SV vẫn chảy mãi trong mỗi chúng tôi, trong mỗi cương vị công tác, mỗi công việc làm sau này. Cái tinh thần SV là động lực để chúng tôi sống tốt hơn, sống đẹp hơn và biết sống vì đất nước, cống hiến sức mình cho sự phát triển của đất nước. Ta như mai tình này trong câu ca. Đội Đại học Ngoại thương sẽ lên sân khấu với tinh thần SV2S. Tại sao con không? Ai kêu con đó? Ta buộc chạy lục. Buộc? Mà đang buộc? Con đang tìm. Con tìm cái gì? Con tìm một vé đi về tuổi thơ. Mà ở cái đoạn nào? Con muốn quay về thời sinh viên. Cái thời sinh viên tươi đẹp nhất. Đội tôi thích nhất là đội mà đúng nghĩa mới về một vé đi tuổi thơ. Đấy là đội Doraemon. Tôi là Super thích các bạn. Baby của mình. Đơn giản là bởi vì về đúng tuổi thơ mà theo quan điểm của tôi phải liên quan đến Doraemon thì mới là tuổi thơ. Các bạn có thấy gì đây không? Đây là cây chuối mang từ rừng về. Và đáp án của chúng tôi như sau: nếu xưa không có chặt rừng thì nay đâu có lũ quần miền Trung. Vâng, xin cảm ơn, xin mời đáp án của Đại học Thủy Lợi ạ. Chính là vì có lũ quần miền Trung cho nên là chuối đây là cho quả nấu chè, cho dân vùng lũ mà kết bè cứu sinh. Vâng, xin cảm ơn, rất hay. Và sau đây là đáp án của đội SV2000 Đại học Đà Nẵng. Mưa thì che, luộc thì chèo, Covid thì trắng, nhưng có tội thì đừng dùng mà chống nhé. Vâng, đấy là SV. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Em thấy là em thích cái đội mà có anh có biệt tài là dùng lưỡi để liếm được mũi. Bởi vì em thử rồi nhưng không được. Điểm số chỉ là hình thức thôi, nó không quan trọng. Quan trọng các bạn đã đến đây, các bạn đã truyền cảm hứng cho SV 2020. Và tôi cảm ơn tất cả bốn đội đã làm được điều đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn luôn luôn thành công. Cảm ơn các bạn thân nhiều. Thank you.